Etruscan, nền văn minh cổ đại rực rỡ, bí ẩn muôn đời chưa lời giải đáp. Etruscan là một nền văn minh chính của Địa Trung Hải thời kỳ tiền La Mã, xuất hiện vào thời kỳ đồ sắt vào thế kỷ 9-8 trước công nguyên. Nền văn hóa này nổi tiếng từ xa xưa với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và là một cường quốc thương mại lớn của Địa Trung Hải. Tuy nhiên, nền văn minh lịch sử cổ đại này đã bị lãng quên. Nguồn gốc của văn hóa Etruscan là một chủ đề tranh luận không thể dứt. Phần lớn nền văn hóa và thậm chí cả lịch sử của nó đã bị xóa sổ hoặc bị dân La Mã đồng hóa vào văn hóa khi chinh phục các nước. Vào năm 2021, một phân tích bộ gen bao gồm 2.000 năm lịch sử của Ý có liên quan đến Tuscany, Basilicata và Lazio đã xác định rằng vào thời kỳ đồ sắt từ năm 900 trước công nguyên, các quần thể Etruscan ở miền trung nước Ý có nguồn gốc tự thân và hình thành một nhóm di truyền đồng nhất. Điều này có nghĩa là di sản di truyền của người Etruscan vẫn ổn định trong ít nhất 800 năm, kể từ thời đại sắt đến thời kỳ Cộng hòa La Mã. Đến nay vẫn chưa có nghiên cứu chắc chắn về nguồn gốc của văn minh Etruscan. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.